Xin chào mọi người, mình là Kỳ Anh, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái sàn mới. Con này là sàn FlannelSwap. Đây là một cái sàn sử dụng mạng Zalando các bạn nhé. Thì đương nhiên là nó sẽ có ví riêng và chúng ta sẽ không sử dụng ví MetaMask. Đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký cái tài khoản trước nhé. Đây các bạn đánh tên vào cho mình nhé. Không cần đánh ấy đâu các bạn nhé. Không cần đánh. Các bạn đánh email này. Con này là con Flan No. Rồi các bạn đánh password. Các bạn ấn vào Resist. Nó sẽ gửi một cái email về. Mọi người xác minh cái email cho mình nhé. Đây các bạn ấn Verify. Mọi người ấn Login. Đấy, các bạn login vào đây thì khi mà các bạn đăng ký thành công thì mọi người sẽ nhận được 15 plan nhé các bạn nhé. Thì các bạn sẽ giới thiệu bạn bè của mình thì nó sẽ chạy cái này này. Đấy, các bạn giới thiệu càng nhiều thì các bạn sẽ chạy càng nhiều. Ví dụ ở mức này là 15 bạn này. Các bạn sẽ nhận được 200 plan token. Cái này là cái này là 65 bạn. Thì các bạn sẽ copy lại link này giới thiệu bạn bè của mình cùng tham gia. Tiếp theo nữa là mọi người sẽ ấn vào KYC nhé. Ở đây các bạn sẽ đền này. Rồi trước tiên là các bạn sẽ phải tải một cái ví nhé. Thì mình sẽ để link bên dưới cho mọi người. Mọi người sẽ tải cái ví này. Mọi người có thể add về Chrome hoặc là các bạn add về gì nhỉ? Android hoặc là iOS nhé. Các bạn lập cái ví mới. Thì ở đây ví dụ các bạn ấn về Chrome đi. Chúng ta sẽ thêm vào tiện ích nhé. Ví này là ví do roi. Đấy, thì ở đây thì mọi người sẽ show nó lên. Đây nó hiện đây rồi. Nếu không hiện thì mọi người ấn show nó lên nhé. Ở đây thì mọi người sẽ đăng ký này. Chúng ta sẽ đăng ký một cái tài khoản mới. Mọi người ấn continue. Tích vào đây ấn vào tiếp, continue tiếp. Mọi người ấn simply. Các bạn cứ ấn skip đi nhé. Đấy, ở đây thì mọi người sẽ ấn vào Click Wallet, chọn là Cardano, ấn vào Click, còn ở đây là tên nhé. Đấy, còn ở đây là mật khẩu. Đấy, mọi người ấn Click, tích vào đây. Các bạn chờ một ít để nó sẽ hiện 15 cái ký tự của nó. Các bạn continue, đấy thì mọi người sẽ chụp lại cái ảnh này hoặc là các bạn sẽ lưu lại cái này nhé các bạn nhé. Đấy, mọi người lưu lại. Đấy, mọi người lưu lại ở đây. Tiếp theo là các bạn ấn vào yes. Thì mọi người sẽ đánh cái ấy nó trùng với cái này vào nhé. Đây các bạn ấn đây. Kéo vào đây. Các bạn ấn cái này. Q này. Đánh thế nào nó như bên này là được, trùng với bên này là được. Ever Dream X. Enter. Opera. Hybrid. Free of là
Đấy, thế là xong, các bạn tích vào đây và ấn Coffee. Và đây thì mọi người ấn nó to ra. Các bạn ấn vào Send hoặc là Receive này. Thì ở đây chúng ta sẽ đã tạo được một cái ví Cardano các bạn nhé. Thì mọi người sẽ ấn vào phần Receive này nhé. Đấy thì các bạn copy là cái ví này. Quay lại phần địa chỉ của mình này. Ở đây thì mọi người sẽ dán ví vào đây. Đấy. Ở đây thì ví dụ các bạn đánh tên đầy đủ này, ngày tháng năm sinh này, address này, country thì mọi người chọn Việt Nam nhé, ở dưới ID cặc này. Thì ở đây thì còn là các bạn chọn cho mình một cái chứng minh thư nhân dân mặt trước, mặt sau và một cái chứng minh thư nhân dân chụp ảnh với lại cái mặt của các bạn nhé. Các bạn gửi một cái thì nó sẽ verify trong vòng 5 đến 10 phút sau. Sau đây các bạn sẽ copy cái link này, giới thiệu bạn bè của mình cùng tham gia là được nhé. Như thế là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cái dự án Flannel Swap. Đây là một cái dự án sàn nhé, có ký hiệu là FLAN token. Các bạn sẽ nhận được 15 token. Các bạn sẽ xác minh KYC để nhận thêm, cũng như là các bạn sẽ giới thiệu bạn bè của mình để nhận thêm cái token này. Mọi người có thể check qua một ít thông tin về cái dự án này ở trên 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 Twitter, hoặc là các bạn theo dõi cái thông tin của nó. Mai kia ví dụ nó có cái thông tin gì thì mình sẽ còn ấy được, phải không mọi người? Đấy, thông tin của này sàn cũng được xây dựng nhé các bạn nhé. Đấy, ADA đấy, nói chung là mạng ADA là Cardano đấy. À, đi con này đang có giá là khoảng 1,25 đô la. Con ADA này đang có 1,25 đô la. Nó sẽ dùng mạng chính là cái mạng này. Và cái sàn này cũng dùng là cái mạng này nhé các bạn nhé. Đấy, ok, như thế là đã xong rồi. Link mình sẽ để ở bên dưới video, phần mô tả là phần hiển thị thêm cho mọi người cùng tham gia dự án này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.